Tại huyện Tam Nông, đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm trao tặng huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Thị Hồng Huy thuộc Đảng bộ thị trấn Hương Hóa, đảng viên Hán Thị Hương, Đảng bộ xã Vạn Xuân và đảng viên Ngô Xuân Huyên, Đảng bộ xã Hiền Quan, trao huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Ngọt, Đảng bộ xã Dị Nậu, đảng viên Tạ Hữu Cúc, Đảng bộ xã Bắc Sơn. Đây là những đồng chí đảng viên hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản, trung thành, sáng tạo, tận tụy vì sự nghiệp xây dựng Đảng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Hoàng Hương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và chúc mừng các đảng viên lão thành vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng dịp này. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng cá nhân các đảng viên mà còn là niềm vinh dự của gia đình và đảng bộ các xã. Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên, giáo dục con cháu, phấn đấu học tập tu dưỡng, thi đua, góp sức xây dựng quê hương Tam Nông ngày càng phát triển.